Hello, xin chào anh chị đã quay trở lại kênh Nhà Bình Chánh Nguyễn Thành Vũ nha anh chị. Đây, một cái căn nhà mà Thành Vũ thấy mới nha, giá rẻ, vị trí gần anh chị, gần với quốc lộ 50. Đi, đổi đi ra đây. Thì đường này thì Thành Vũ nói trước đường xe ba gác thôi nha. Khu dân cư thì hiện hữu, ở nhà ở thì đông đúc với nhau, nhà sát sát với nhau không anh chị. Đó, cặp bên nhà mình thì cũng có nhà cửa luôn. Căn này thì pháp lý sổ hồng riêng, giá rẻ nha. Ngang 4m1, dài 24m nha anh chị ha. Và nhà này thì đầy đủ công năng, như phía trước thì mình có khoảng sân nè, cổng thì dùng hệ cổng hai cánh nha anh chị. Rồi, mẫu nhà thiết kế rất là đẹp luôn. Bên đây thì sơn màu xanh nha, xanh biếc nha anh chị. Rồi, cửa nhôm sinh pha hai cánh nha, kính cường lực. Rồi, trong đây là không gian phòng khách của căn nhà đây. Mình sẽ có một cái cửa sổ nha anh chị ha. Có một cái cửa sổ hệ trượt đó, ở dưới thì gạch 600. Nhà thì chưa lắp đèn nha anh chị. Lắp đèn rồi nhưng mà chưa đóng điện. Đó. Rồi, mình sẽ có cho mình một cái phòng ngủ dùng hệ cửa nhôm sinh pha, rồi có luôn là một cái cửa sổ nha. Mình sẽ có hai phòng nha anh chị ha. Hai phòng. Đó, hai phòng đều vậy luôn. Như vậy ha. Rồi. Tiếp theo thì mình sẽ có không gian phòng ngủ ngay bên dưới, ở lộn không gian phòng bếp nha anh chị. Đây, một cái tủ bếp trên, tủ bếp dưới thì đang trong quá trình hoàn thiện rồi, còn ốp đá nè làm tủ ở dưới nữa. Rồi chỗ này thì mình sẽ có một cái bàn ăn, ở trên thì sẽ có hệ đèn nha anh chị ha. Phía sau này thì mình cũng có một cái không gian để phơi đồ này kia đồ cũng được nè. Đó, ốp lát gạch cũng đẹp ha. Ở đây thì mình sẽ có một không gian phòng tắm nè, một không gian phòng tắm, một không gian tòa nhà vệ sinh. Chỗ này thì mình để máy giặt được luôn. Đó, xây hàng rào cao lên rồi cũng lấy thôi gió lấy thoáng được luôn anh chị. Có một cái hệ cửa nhôm ở đây. Thì tổng diện tích của căn này là ngang 4m1, dài 24m nha anh chị ha. Pháp lý sổ hồng riêng hoàn toàn. Giá là 1.600.000.000, giá trên là giá full hoàn toàn luôn nha anh chị. Anh chị nào quan tâm căn này thì nhớ gọi số hotline cho Thành Vũ nha. Vị trí thì gần với trục đường quốc lộ 50. Đó, Thành Vũ một trong những cái kênh bán nhà rất uy tín ở dưới này nha anh chị ha, uy tín nhất ở dưới này. Đó, anh chị nào quan tâm thì nhớ gọi số hotline Thành Vũ nha. Xin chào và hẹn gặp lại anh chị vào những video kế tiếp.